Wow, cú dứt điểm của Công Đại nhưng bóng lại đi vào. Một cú đã vào rào. Wow, cú đá kỹ thuật. Wow, khoa thầy giáo. Wow luôn. Phản vũ. Wow. Vẫn những bước chân tập tễnh. Và hôm nay mình lại trở lại nhà bè với cái trường học A, B, C, I, S. Ở đây là mình đã có một view clip trước rồi, đá banh với hội TikTok với góc BV của Kim Messi. Anh em hãy xem lại trên góc ha. Và vẫn là chiếc áo quen thuộc Chivilla. Đây, mình thì hay mặc áo di chuyển như thế này tới sân. Thì anh em nào ủng hộ áo Chivilla này của mình thì có thể coi dưới phần mô tả ha. Thì chia sẻ một tí về chiếc áo Chivilla này là do chiếc áo do ekip bên kênh YouTube mình là Thiên Tai Soccer sản xuất. Idea về làm chiếc áo này là từ trước Tết. Thì không nghĩ là đợt này bị chấn thương nên ra là mình ra mắt cái áo này trong cái thời điểm này luôn. Và anh em có thể ủng hộ mình nha. Đó, rồi. Đã vào sân rồi. Dạ anh em. Sân phía đằng xa trong kia. Ok, ok. Giờ mình tới hơi sớm thì đội mấy anh em GB, hôm nay đá GB giao hữu với lại đội của Warren. Thì mình tới sớm quá thành ra chưa ai tới hết. Mấy anh em kia tới thì mình sẽ điểm danh xem có những ai đá trận ngày hôm nay ha. Gì mà còn chưa chịu vô nữa, đứng ở đây rồi trời. Sao chưa vô nữa? Sao? Trời ơi, đi giày chết ta rồi. Phan Văn Vũ, Quý Lợi. Ủa, bạn này tên gì chưa? Chưa quen ta. Hả? Đỗ Công Đại hả? Đỗ Công Đại. Đỗ Công Đại hả? Ui, gọi người ghê vậy. Ô, Trường Sơn nữa. Dạ mang, có đá không em? Hả, nhắn ra lên thiệt luôn. Ok, này. Này có clip cho Trường Sơn luôn đó. Ủa, sao chưa vô nữa? Điện bầu, kêu bầu mua nước. Ờ. Trời, thôi tranh thủ vô trong trong cái chỗ ngồi á. Dạ ha, trời toàn là dân công sở không, mặc đồ công sở không trời. Sao thấy trường này sao? Đẹp quá hả? Có đăng ký đi học lại trường này không? À, đủ, được luôn hả? Nếu được. Nếu được hả? Có tiền đóng không đó? Có ai trên 30 tuổi rồi đi học không? Trời ơi, học tới già còn được. Không, ai mà trên 30 tuổi mà được đăng ký học quá lại. Nay được đá chung, ổ lộn, được coi Phan Văn Vũ. Anh em tôi dân phòng mặc đồ là biết dân dân phòng rồi á. Dân dân phòng không luôn á. Này mới hẹn, hôm bữa mới hẹn về clip với Trường Sơn, nay gặp Trường Sơn luôn. Hay quá Trường Sơn rồi. Quá tuyệt vời luôn. Lâu quá. Hay quá. Rồi ngồi qua đây đi. Khúc này nè. Đây ngồi ok nè. Sân 7 nhưng mà khung thành 11. Khung thành hay đưa đá luôn ạ. Đang đá trận trước. Này mà để Quý Lợi suốt thì thôi. Rồi hôm nay làm lại trái nha. Làm không được làm sao? Ok, làm không được là tự biết ha. Tự biết ủng hộ Thi Rita thêm cái áo nữa. Cái áo Chivilla. Từ từ lát nữa anh em vô đông đủ đi mình gửi luôn anh em một lần. Áo riêng là anh đặt hàng là bên kia nó giao qua cho anh. Còn áo hôm nay lát nữa anh lấy size S cho bạn anh đúng không? Ok, có mang size S cho anh đó. Ok, mấy anh em nó thay đồ xong rồi, áo hồng. Đó. Áo hồng. Và một nhóm đang khởi động dưới kia. Rồi ok thôi, cảm ơn Lâm nhiều nha. Năm mới đồ này cho mình để mình có tiền lo đôi chân của mình. Có quà. Nhưng mà không quà thì tặng anh Lâm cái áo của Facebook nè. Em có cái áo size XXL hay sao á. Chắc vừa là... gỡ ra coi. Em thấy cái áo này quen rồi. quen gì làm đúng không? Áo này như là áo tỷ Việt Nam nè. Ok. Thì chắc vừa anh á. Áo này chắc vừa đó. Dạ ok. Đó. Cảm ơn Thi nha. Rồi. Dạ. Ngoài ra anh Lâm còn ủng hộ mình một đống áo này đây nữa. Đây, ủng hộ áo Chivilla nữa. Đây, nhiều cái áo đây. Anh Lâm sẽ mua hết này. Tặng cho anh em trong đồng đội. Không phải sai mình. Dạ. Ok, anh Lâm tài trợ một núi áo cho nguyên đội luôn. Trời,
Quá đã. Chivilla, và hôm nay hy vọng là mấy anh em sẽ làm một quả chivilla chứ hả? Ok, sẵn sàng không? Nha. Yeah. Ok. Trời. Đẹp quá. Ok, cảm ơn mọi người nha. Dạ dạ dạ. Ok, vui quá. 1 2 3 4 5 6 cái áo. Thêm mình cái nữa 7. Chụp nửa trên ha. Trường Sơn vừa ủng hộ mình một cái nữa. Sơn Hung Min. Chà, mặc vô luôn rồi. Quá đẹp. Trời ơi, trời đẹp trai dưới ta. Ok á. Okay. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Trong sân đang có một trận khác đang diễn ra. Thôi mình ngoài đây mình điểm danh có ai nè. Có anh Hiếu nè. Okay. Anh Hiếu với tính em là gì ta? Hiếu Trần. Hiếu Trần hả? Ok. Công Đại nè. Lâm Rô Béo nè. Kỳ Messi nè. Rồi qua đây. Quý Lợi nè. Phan Văn Vũ. Đây trời hôm nay vừa siêu phổi quá. Em tên gì ta quên rồi. Khoa đúng không? Ok Khoa. Nhật Linh. Trường Sơn Hung Min. Rồi thích là Khoa Thầy Giáo hay Khoa Mập? Khoa Bự. Không mệt đó, Khoa Thầy Giáo. Khoa dạy tiếng Anh nha, bữa nào dạy tiếng Anh cho anh. Ok anh, quốc, liên hệ. Phan Tuấn. Đối thủ là một YouTuber chuyên về sút bóng cực kỳ mạnh và đã trong một clip khác đã có thấy rất là nhiều rồi. Baron áo vàng đang đứng đây. Và bên kia là đội của Baron thường hay đá ở sân này. Keeper là Nick Huy Trần. Chắc là quất luôn hả? Sút luôn hả? Ghê hả? À? Cố lên Khoa ơi. Chà. Ui. Xít vô. Xít chết, xít chết. Thì Messi đã bên cánh. Dưới cùng là Quý Lợi. Anh Hiếu Trần đá giữa. Công Đại đá cánh trái. Và Phan Vũ đá cánh trên. Mới vô có cú sút bắn chim của Công Đại. Anh Lâm Rô Béo đá trên cùng. Phan Vũ đá giữa. Ở trong đang đá ngoài thoải mái nói nha, không sao đâu. Đừng có bắt anh về, anh phải đặt tiếng bíp vô rồi rồi. Chà, rất chầm sút. Ơi, lòn hén luôn. Rồi, một trái. Chết rồi Khoa ơi. Giờ sân trơn, đúng không? Sân trơn bóng ướt. Mà phải nói là cú sút rất mạnh của Hoa Đình. Sân hơi ướt nên thành ra bóng bay nó khó chịu. Dứt điểm không qua được chân của thủ môn Nick. Ok. Hiếu Trần. Và nhát hát không thành công. Giờ Quý Lợi. Chỉ ngang. Vẫn không tới được chân của anh Lâm Rô Béo. Wow. Cú dứt điểm hơi nhẹ. Bóng đã nằm trong tay Khoa Thầy Giáo. Kim Messi. Kim Messi giờ đá dưới cùng rồi. Chuyền dài lên cho Phan Vũ. Dứt điểm. Ngay góc rồi. Cú dứt điểm quá tốt của Quý Lợi. Kinh Hòa. Những pha phối hợp ban bật rất tốt từ cầu thủ áo hồng. Sút cận thành thì khó đỡ. Lại là Warren. Yeah. Chắc chắn kỳ này khép hán lại rồi. Quý Lợi. Bên đó luôn, Warren luôn đứng trên cùng mà thiếu cầu. Đường chuyền về không thành công. Ok, kèm sát Warren không để ống sút. Chết tôi, vậy chết. Hay quá Khoa ơi. Chân trái không phải chân thuận của Warren. Phạm lỗi rồi. Chà, anh Lâm đứng trên mình rồi. Cú cứu lòng. Wow. Vẫn là pha bay người rất tốt từ
Khoa thầy giáo. Cố tình kiếm lỗi hay sao ta? Không có phạm lỗi. Pha cắt bóng tốt của Phan Vũ. Chuyền ngang. Công đại. Chuyền ngang cho Lâm Rô Béo. Không có thấy anh Lâm Rô Béo đâu cả. Hay quá anh Hiếu. Cú sút ngay. Hơi cao. Vọt xa luôn. Dàn dự bị cũng rất là chất lượng. Toàn là cầu thủ trẻ ở đây không? Đường bắt bà rất tốt của anh Hiếu Trần. Và giờ là anh Lâm Rô Béo. Pha gặt bóng chân phải rất hay. Nhưng cú dứt điểm bằng chân trái thì chuyển về Kim Messi. Chân trái Cửa Long nè. Không đánh bài được thủ môn Nít Trần. Vẫn là công đại. Phan Vũ. Bức tường. Một pha phá banh ngay trên vạch vôi của thủ số 4. Phan Vũ lấy ngực. Vô lê. Bản chim. Phan Vũ. Chân trái. Một đường chuyền cho anh Lâm Rô Béo. Cú sút chân phải. Có cú sút nữa không? Mất bóng rồi. Ok. Chivilla. Cú dứt điểm rất tốt. Chivilla của Warren. Nãy giờ trong đội chưa ai làm Chivilla cả. Ông đấu làm liền luôn, ghê thiệt. Đây. Chivilla đây. Đừng nhét bóng lên. Quá được rồi. Warren. Không phạm lỗi. Hơi sâu. Giờ là Quý Lợi ở biên phải. 1-1. Ok, chuyển biên lại nào. Kim Messi dẫn trái á. Cú sút ngay của Kim Messi. Không. Bây giờ cơ hội cho anh Lâm Rô Béo rất nhiều nha, mà vẫn chưa có bàn thắng. Nguy hiểm quá. Cú dứt điểm cuối cùng ngay vị trí của Khoa thầy giáo. Nhớ chơi đó đã ra góc là cũng mệt mỏi rồi đó. Kim Messi chuyển cánh cho Quý Lợi. Chuyển ngang. Pha đặt lông hay giật gót của anh Lâm Rô Béo mình thấy không rõ, nhưng mà đã ra ngoài hả? Sẹt cò qua. Trời, tiếc quá. Mình tưởng vào rồi chứ. Trái đó cứ tưởng là có bàn thắng cho anh Lâm Rô Béo rồi. Quý Lợi. Hiếu Trần. Thế trận hoàn toàn nghiêng về các thủ áo hồng. Chuyền ngang. Không được. Thì chuyền ngang của công đại cho Lâm Rô Béo, nhưng mà Phan Vũ. Nhưng Messi. Hiếu Trần. Mực bóng rồi. Trận đấu diễn ra rất nhanh. Chipper. Ok, vẫn còn Khoa Nguyễn ở đây. Phan Vũ. Cú dứt điểm của công đại, nhưng bóng lại đi. Một cú dứt điểm nhanh của Kim Messi. Một cú sút ngay góc phía bên phải và thủ môn Nick Huy Trần đã bỏ tay. Nhưng mà mình không hiểu là tại sao công đại có thể đá được ngược lại một pha bóng tẹt sấy ra thành kiến tạo luôn, ghê thiệt. Cứ mỗi lần mà ghi được một bàn thắng là sẽ có một cơ hội sút cho Warren để cản phá. Phạm lỗi rồi. Chỗ này phạm lỗi Warren sút chắc nát hàng rào luôn quá. Khoa thầy giáo đang làm hàng rào. Trái cần á. Messi vừa nói góc gần á. Đá qua rào. Sút tốt quá. Warren đã hay quá. Sút vậy sao chụp. Rồi.
Khoa bỏ tay rồi. Hàng rào phải nhảy lên cho đó chứ hả? Tại thấy không nhảy. Anh thấy không nhảy. Tiếp tục cú dứt điểm nữa. Sút tốt quá, qua lần sút hay quá. Để lỗ cho qua lần sút mệt Khoa rồi. Với lại khung thành cũng hơi bự nữa. Sân 7 mà đá khung thành sân 11 thì sút cho vô lưới lụm miết. Hiếu Trần, Kim Messi. Wow, cú sút hơi cao của Kim Messi. Vẫn là Phan Vũ. Chà, đường truyền hỏng. Mất bóng rồi. Không có phạm lỗi. Không có phạm lỗi. Hiếu Trần, cộng đại, chuyền ngang, không vào, bóng đã chạm xa ngang, vẫn còn, khứa lòng Kim Messi, ngay vị trí của Nick Huy Trần. Wow, một pha dứt điểm không thành công và đã có bàn thắng nữa cho thủ áo vàng. Đúng rồi, Khoa mới nhắc đá hơn người ở trên mà cứ đá vội không. À, mất banh là thua nè. Đang hơn người ở trên. Cú dứt điểm không tốt của Warren. Nhớ anh em DC ơi, à, người ta không có về nên thành ra là đá kỹ thôi. Bị gác là hai trái rồi. Quý lợi. Lâm Rô Béo. Wow. Yeah, một pha khống chế bóng và xoay trở dứt điểm của Lâm Rô Béo đã có bàn 3-4. Và anh Lâm đã đút túi riêng một bàn thắng. Ok, ok, ok. Lại để cho ông sút nữa. Đứng rào vô anh em ơi, chịu đau đi. Anh em đứng rào vô, Phan Vũ đứng rào vô. Ủa Messi vô đứng rào Messi. Đừng đi, không chết đâu lo. Cùng lắm thì sưng mông thôi. Sơn chuẩn bị. Ok, giữ bóng chơi thôi. Kim Messi, cú sút. Bóng dội ra và không có cú đá bồi. Cú dứt điểm của Kim Messi. Lên giữa đứng đi. Phan Vũ. Bị lợi. Dứt điểm. Ok. Ồ, trái đó ai vậy bạn vậy? Chô, để cuộc hai đồ. Trời ơi. Ok, ok. Hai bàn. Bốn đều. Có ai vô đứng nữa không? Để Vũ đứng mình vậy. Đứng nghiêng qua bên luôn. Chà, hơi dội tí xíu. Hết hồn, chết rồi. Ngay vị trí hiểm của Khoa rồi. Không sao chứ hả? Còn sức dạy anh văn cho anh không? Sốc 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 sốc. Không sao không sao không sao. Kim Messi. Phan Vũ. À, cuối chích mũi của Phan Vũ bóng chệch góc A. Kim Messi. Không tới chân của anh Lâm Rô Béo. Cú dứt điểm chìm của Warren. À, quên nói anh em bên đây có bị mắt ha. Bị mắt đá bên Warren. Ủa
Keeper. Ừ. Thế trận vẫn nghiêng về cao thủ áo hồng. Ờ, Phan Rũ lấy được banh rồi. Và Đình hơi chống chạy phía này, cống đá. Đối diện goal, qua goal luôn rồi. Quá hay. Pha đi bóng đột phá của Công Đại. Và Đình có vẻ đang rất thất vọng về hàng phòng ngự. Ở lại đứng nữa hả? Dứt điểm. Ok Khoa. Phan Vũ. Ok, chuyền cho Công Đại. Chuyền về không thành công, mất bóng rồi. Vẫn còn. À, chúng cầu dọc. Wow. Không hiểu một pha dứt bóng qua gôn rất hay nhưng cuối cùng lại là chúng cầu dọc. Vĩnh Lợi. Đội công rất là hoành tráng luôn. Ok. Ơi. Phạm Lỗi ngay vị trí rất nguy hiểm là lúc nãy ở đây. Hòa Đình đã có một bàn thắng rồi. Ồ, Quý Lợi đứng sẵn dưới luôn. Cú sút không tốt của Hòa Đình. Ồ, nãy Hòa Đình đá trái trúng cục dọc hú hồn à. Quý Lợi. Đột phá qua người. Chuyển ngang. Wow, cú dứt điểm của Công Đại. Nick vẫn kịp phản xạ. Anh Hiếu. Wow, pha bẻ người rất hay. Wow, đã có bàn thắng rồi. Qua Bạch Voi rồi. Qua giật gót rất là tuyệt vời của anh Lâm Rô Béo. Hát chít của anh Lâm. Trời, đâu cũng hát chít hết trời. Rồi, hết chết rồi, cho anh em đá đi anh Lâm ơi. Ok, Lâm đang nghỉ rồi. Ghê quá, ghê quá. Ghê. Ai thấy anh Lâm Rô Béo hay thì nhớ thả like và đăng ký kênh của mình nha. Tuyệt vời. Cú sút nữa của Warren. Công Đại 1-1, qua người rất nhanh. Chuyền về tiếng 2, Phan Vũ. Không được. Phan Vũ. Trước đó pha xử lý không tốt của anh Hiếu. Ok. Trời, trời hay quá. Banh lên tới đó mà không ăn được là trả về liền. Mấy này áo hồng đá dày chết bên kia luôn rồi. Nãy mất tiếng giữa à? Thật ra là do lên hơi vội. Anh Hiếu Trần chuyền về cho Kim Messi. Ngay chân phải rồi, không dứt điểm được. Chuyền ngang. Phan Nhân Vũ làm gì đây? 1-1. Quyết định đi xuống biên, không thành công. Ồ, dắt về tới giữa luôn hả? Ghê vậy. Đường chuyền hỏng của Phan Vũ. Nhưng mà đội bạn vẫn không tấn công được. Ồ, có vẻ là Hòa Đình sẽ sút ở pha này luôn. Dứt điểm. Tốt pha ơi. Phan Vũ. Không qua được. Bị mắc. Phòng ngự rất tốt nha. Ai thấy bị mắc hay pha bóng đó thì nhớ like đăng ký kênh mình nhé. Và phối hợp không thành công của thủ áo vàng. Kim Messi đi tốc độ xuống đáy biên rồi. Ồ, pha sâu kim của Kim Messi nhưng đã có một cầu thủ bọc lót. Phan Vũ Trần rất ngoan, đường chuyền lên cho anh Hiếu Trần. Vào rồi, đường chuyền một chạm của anh Hiếu Trần cho Kim Messi và đã có bàn thắng.
Yeah. Ủa anh ghi bàn pha đó làm sao vậy? Không đẹp coi. À bánh đâu tới chân Kim Messi hả? Sơn Hung Min đã vào sân thay cho Kim Messi. Hay quá anh ơi. Ủa bánh đâu tới chân hả? Bánh đâu tới đây. Quay qua thấy tới luôn hả? Anh Hiếu chuyền trái hay mà. Thì đá kỹ thôi. Chấp người mà đá kỹ lại. Chát ba trái đúng không? Công đại. Ồ. Phà nhá cái gãy hết. Còn như vậy thì nít gì. Ồ sút xong trái đó chà nhắc luôn rồi. Thay luôn hả? Sút hình như bị trúng đất rồi đúng không? Gặp bốn trái rồi. Nay Khoa ăn đạn hơi nhiều à. Giờ đội hình đã thay đổi nhiều rồi. Sơn Hung Min trong sân. Dũng Travel vẫn là Phan Vũ Quý Lợi bên kia. Nhật Linh. Nhật Linh đã vào sân. Bữa có ai comment idol Nhật Linh nè. Đây. Sơn Hung Min 7-3 hay là 8-4 ta? 8-4 đó. Tám bốn. Ồ, cú đá hén. Trời, vào luôn. Một pha đá hụt của Nhật Linh nhưng bóng vẫn nằm gọn trong lưới. Trọng tài vừa thổi còi kết thúc. Không biết là hết hiệp 1 hay là hết luôn. Mày không biết nữa. Hả? Hết hiệp 1 thôi đúng không? Tỷ số nhiêu trọng tài ơi? 9-4 hả? Gác 5 trái anh em ơi. Hồi nãy bị gác 2 trái, giờ gác 5 trái. Ok, ok. Sao hiệp 1 thấy sao? Đánh giá đi. Đồng đội có lẽ là đội do gom góp hơi nhiều các bạn. Nên cái kết nối chưa có ok. Nhưng ôi, mà, ok mà, nãy đá ok mà. Nhưng mà theo ý mình thì thấy nó chưa có trơn tru lắm. Dạ. Với lại cái sân đúng là sân này trơn đó bạn. Không ờ. Hơi cù nhây. Đây, bởi bạn là bên Warren đá là 5 người thủ dưới, một mình Warren ở trên. Chính xác. Rồi mình lên banh, mình mất banh là nhét lên Warren ăn sau. Bạn chỉ chơi đúng một bài đó thôi. Mình chỉ cần là mình lên banh đừng có để mất. Đúng chính xác, đừng chỉ cần để bị phản công là ok. Còn đúng chính xác, mình mà để banh cho hết biên thì không sao hết. Còn nếu mà mình đang lên banh mà mình chuyền mà mình bị cắt cái là coi như là thua. Thắng thua cao. Nên ra nãy mới bị ghét 4-2. Đúng rồi. Sau đó anh em đã kỹ lại là bắt đầu là kiểm soát lại được. Thì có nhiều tình huống do trung vệ bên mình chưa quen qua rình, chưa biết cái cách qua rình xử lý nhanh hay không. Do tiếng giữa nữa, hồi nãy tiếng giữa hơi vội. Đúng rồi, thì mình cứ để mất banh hoài. Tiếng giữa nãy hơi vội, mất banh thành công hơi nhiều. Không sao là kiểm soát lại được là ok. Bây giờ hỏi thủ môn mày, cái này lần đầu tiên cảm thấy sao? Ăn đạn mệt quá. Sao? Quá ghi là cảm giác khi đối diện. Lúc đầu thì hơi bất ngờ xíu nhưng mà kiểu như là lúc mà bạn GK mình đã Khoa là nghe nói là đụng qua đình á thì nói là sân 7 Khoa chưa ngán hay bao giờ. Bắt đầu thấy ngán. Giờ mới thấy ngán. Ổng xuất tốt mà. Nhưng mà phải thông cảm với Khoa là biết sao không? Tại vì cái khung thành này không phải là khung thành sân 7 bình thường. Khung thành 11 bay rất là khó, không phải đơn giản đâu. Trời mưa banh lướt nữa. Chứ ban đầu biết nhau 64 nhưng mà thôi chịu không, trái đó em có bay cũng bay, trái đó hàng rào phải nhảy thôi chứ còn sao mà xạo xạo nữa xạo hoài luôn á trời ơi. Thôi đừng bắn chim, bắn chim thì cũng úp thôi à. Chân Phan Vũ ngoan lắm, thành ra coi anh đá cha pha này sau đây. Ok, tốt. Tốt Vũ ơi. Chiều đủ hiểm thôi. Bài 2 có Kim Messi, Sơn Hung Min, Dũng Chavo đá dưới cùng. Ừ. Quá hay, quá hay. Rất khôn. Khôn banh, trái đó khôn banh. Trái Dũng Chavo khôn banh. Mặc dù đã hớ rồi nhưng mà kịp mà túm nhẹ qua rình lại cái. À. Và pha đá phạt. Đi trước bóng là Kim Messi. Hai rào thôi hả? Quý Lợi dứt ngay. Wow, hai cú sút liên tiếp. Hoàng Vũ. Sơn Minh.
chuyển ngang. Kim Messi. Wow, và phối hợp rất hay. Chuyển từ bên trái sang bên phải. Người dứt điểm cuối cùng là Nhật Linh. Ô, chạm xa. Tốt quá. Những em ở Hồng khi mà tự tin đá phía bên kia không có cơ hội để ăn. Hoàng Vũ, toàn những cầu thủ hay không? Sơn Minh chuyển biên. Quý Lợi, Messi chuyển qua chân trái, dứt điểm và chuyển hướng rất cơ bản của một cầu thủ. Nhét giữa, Phan Vũ chuyển về cho Sơn Minh, cú dứt điểm chân phải của Sơn Minh, bóng đã dội ngay cột dọc. Và Warren đối diện với Dũng Chavo, một cú đá kỹ thuật của Warren, cú đá chân trái, bóng chết cột dọc. Đánh đầu, cú đánh đầu của Warren giúp cao thủ áo vàng gỡ thêm một bàn. Còn năm trái, 10 năm. Đó, Messi cầm banh đặt bóng giữa rồi. Một hiệp tới 40 phút lận, trận banh chắc tới tỷ số thêm mười mấy quá. Sẽ còn rất nhiều bàn thắng diễn ra. Kim Messi, Phan Văn Vũ chưa cú dứt điểm. Cú đá kỹ thuật của Phan Vũ, bóng đã nằm gọn trong lưới rồi. Hay quá Vũ ơi, không chạm chân ai. Oh, ăn mừng như Ronaldo. Ghê. Bóng hơi chạm chạm chân ai đó, đi cầu vòng vượt qua tay của Nick Trần. Ồ. Ê, tới chân của Quý Lợi kìa, vẫn còn. Ồ, pha Atletico thành công. Slide tốt. Wow. Quá hay. Nãy giờ mình đứng lâu quá nên ra cũng chân muốn tràn dịch tiếp luôn rồi. Chuyền ngang cho Kim Messi. Trả về cho Phan Vũ, bây giờ là Quý Lợi. Cú dứt điểm ngay. Cú Quý Lợi bóng đi chệt cục dọc. Mất bàn rồi. Và mất bóng của Vimac. Giờ Kim Messi. Ồ, nắm áo hả? Ok, Vy ơi. Và đó ok em. Sơn Hung Minh đang đứng trước bóng và số 14 có ghi bàn được không đây? Messi thì đứng thẳng ngay cột dọc. Cú đá kỹ thuật. Wow. Cú đá ngay góc A của Sơn Hung Minh. Ghê. Đỉnh. Yeah. Tuyệt vời. Mới giới thiệu Sơn Hung Minh là có bàn ok á. Chà, cú sút ngay đầu của Đức Chà Vò luôn. Hay quá Đức ơi, nhờ em nhảy lên nó không là thua rồi. Sơn Minh. Ồ, phá khứa lâu góc A. Yeah, đã có bàn thắng của Kim Messi. Chạy đó tưởng Sơn nó đá góc A, ai dè tới chân Kim Messi đá vô luôn. Alo. Alo, ai đã trúng chân tôi vậy? Alo. Có đá kỹ thuật. 3-1. Ồ. Ồ, pha ném rất dài lên cho bị mất. Wow. Pha bay người tốt của
khoa thầy giáo. Này chân phải ok hơn. Coi Sơn làm được không? Rồi, nãy là một trái góc A rồi, coi một trái nữa hay sao nè. Chô! Vẫn là cái góc đó, chệch tí xíu. À! Tới giờ suýt nổi luôn là quá dữ rồi. Chô! Vẫn trúng ngay cầu thủ nhỏ nhất sân. Đứng ngay trên khung thành. Phối hợp gọn nhẹ vậy. Nhật lên. Chuyển cánh. Khoa 08. Khoa tí hon. Ồ, bấm lại về chân Sơn không bên rồi. Ý. Quýnh lợi. Wow. Ngay xa ngang, còn không? Dạ. Yeah. Quýnh lợi. Ủa, vẫn gái sao trái chứ hả? Sao trái. Wow, cú khứa lòng kỹ thuật. Hay dữ. Sao nói. Ba anh hai. Giữ nút vuông hơi lâu hả? Ok Khoa. Vẫn còn Nhật Linh ở đó. Pha phá bóng của Sơn Minh. Đẩy biên. Dứt điểm. Cú dứt điểm rất mạnh của Bi Mắt không qua tay thủ môn Khoa thầy giáo. Vẫn rất kỹ thuật. Ok. Nói chứ trận này dài quá, mình bình luận hết nổi anh em. Mệt quá. Đứng đọc tên thôi mà cũng mệt nữa. Phối hợp hay đấy. Quả đỉnh. Dứt điểm. Ok Khoa. Một ngày làm việc rất vất vả của Đức Cha Bò vẫn theo rất sát. Quả đỉnh. Có vẻ trung vệ này làm cho Quả đỉnh nãy giờ không có nhiều cơ hội dứt điểm. Handball. Không có handball. Nhật lên. Phản 3. Ơi, vô luôn. Trời, pha đỡ bóng hụt và bóng đã nằm trong lưới. Bàn thắng này tính cho ai đây? Tính cho Nhật Linh hay là tính cho... Và cũng là cơ hội cho Quả Đình bán banh cho Khoa thầy giáo. Wow luôn. Một cú dứt điểm quá tốt của Quả Đình. Dạ. Một cú dứt điểm rất tốt của Ba Đình. Bóng đi sát cột dọc và Khoa đã không đỡ được tình huống vừa rồi. Quý lợi. Ồ. Chệch cột dọc. Chụp hình mấy bạn kia, ta kêu là chụp hình. Hồi nãy anh như gác bảy trái. Ăn thêm trái thì gỡ lại trái. Có người. Đúng. Lại ơi. Khoa thầy giáo ra. Phan Tuấn vào. Em luôn á. Anh nè. Ủa. Anh ở lại luôn. Ở lại luôn hả Si? Tưởng mày Si đã về về. Ok hay quá lời ơi. Nay mấy trái? Có 2 trái anh ơi. 2 trái hả? Tuyệt vời. Trời ơi nay trận banh toàn là Nhật Linh. Sơn Hùng Minh. 1-1. Nhật Linh. Chị Messi. Kiếm cái chân trái rồi. Wow. Cướp điểm của Nhật Linh. Kim Á. Cặp giờ tiếng 2 không qua được Đức Cha Bò. Ơi Đức ơi. Chết rồi. Trời ơi, để cho Quả Đình đóng nữa rồi. Rồi, coi Tuấn có làm nổi nhiệm vụ của Khoa thầy giáo ở đây.
Chắc vô lưới ông banh lượm banh quá. Kim Messi đứng sẵn góc đó luôn. Đứng đu xạo luôn, đu xạo. Ồ ba ông đứng nhà luôn. Hàng rào ba người. Và ba ông đứng trước khung thành nữa là. Ok. Kim Messi. Ồ gãy luôn. Pha thí hơn. Bước 1. Hơi kém. Sút ngay cột dọc. Cú dứt điểm rất tốt của cầu số 2. Phan Tuấn bó tay rồi. Banh bay cột dọc. Kim Messi. Nhật Linh. Kim Messi kiếm chân trái. Yeah, cú khứa lòng chân trái của Kim Messi. Bóng ngay góc cao. Nít Trần đã bó tay rồi. Phan Vũ vô lại. Sơn Minh, cặp đôi này đá chung nhau nhiều nè. Ồ, kiếm đường đi hay sao á. Phan Vũ. Wow. Cú cứa lòng của Phan Vũ ngay góc A nữa. Yeah. Phan Nhân Vũ Ronaldo. Ghê rồi, cặp đôi này chơi nhau hay sao á, đá nhau hoài luôn. Hôm nay toàn góc A không trời. Cố lên Tuấn ơi. Ừ. May quá. Tưởng lăn vô lưới rồi. Thì Messi. À. Chà. Sút quá tốt của Baron. Hở cái là đóng là banh xét. Tưởng bài cho vui. Rồi, với chiều cao của Tuấn thì chắc không bài nổi mấy pha đó rồi. Hết giờ. Tuyệt vời. Trận banh hay giữa Warren và ok. Tuyệt vời. Rất nhiều bàn thắng đẹp. Cảm ơn. Anh em thấy Warren hay nhớ like. Like cho Warren nha. Bye. See you. Hello Nick. Nay một ngày vất vả của Nick rồi. Hôm nay em hỏi anh Kim là đá anh kia trà sữa không? Anh kêu không đá trà sữa, chỉ là má kêu vậy. Đá lời à. Thứ ba rồi đúng không? Ok, nay Nick cũng mệt rồi. Rồi. Nói chung là 8 7 8 trái vậy đó. Tới 10 lần hả? Mày xây giờ 10 ngón tay lần. Ghê. Ok. Đó, một sân bóng rất là đẹp ở đây, trong trường ABC International. Với những bước chân tập tễnh. Nói chung là mình cũng ghiền lắm rồi đó. Ghiền đá lắm rồi. Mà chắc còn lâu lắm mới được đá ha. Thì anh em thấy đây là một trận đấu hay thì nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nha. Thì mình cũng chân mình cũng còn đau, không đá được. Mình cũng vẫn cố gắng làm rất là nhiều video clip để cho mọi người xem. Thì hy vọng là mọi người quý cái nỗ lực này của mình. Sắp tới có lên bàn mổ thì vẫn cố gắng làm clip cho mọi người xem luôn nha. Nhớ thành ra nhớ like, đăng ký thật nhiều, like đăng ký thật nhiều nha. Đánh giá mình về trận banh này thì đội GNB thì mấy anh em đã tốt hạt hơn bên phía mấy anh em đội Warren nhiều. Warren thì có mỗi Warren gánh thôi, Warren sút tốt, nãy giờ đa số là bên đó Warren dứt điểm ăn bàn không à. Còn những anh em còn lại của Warren thì cũng không có đủ khả năng để khống chế được cái dàn cầu thủ của GNB. Nói chung là một trận thi đấu ao trình, lệch trình hẳn thôi ha. Nhưng mà cũng là một trận thi đấu rất là tốt của Warren đúng không? Anh em thấy Warren sút tốt thì nhớ like cho Warren nha. Và anh em GNB đã hay thì sắp tới mình còn quay rất là nhiều view clip cho mọi người xem về những thi đấu của GNB. Mấy anh em GNB đá cũng tốt cũng. Nên thật ra mình muốn chia sẻ cho mọi người biết nhiều. Vậy đi nha. Rồi, anh em thấy hay nhớ like, đăng ký kênh. Đang chờ video clip mình trong thời gian tới nữa nha. Mình là Phạm Thi, xin chào gặp lại. Bye bye.